Đây là những thanh niên cường tráng của bộ tộc Jawa. Họ đang đi săn bắt trong khu rừng của mình. Lúc này Po cảm thấy đằng sau có thứ gì đó. Anh và mọi người cùng đứng dậy và hướng về phía đó. Lùm cây phía trước đột nhiên rung lên. Một đống người của bộ tộc khác từ bước ra. Họ nói bị bộ tộc khác đuổi giết nên phải đi cư đến nơi khác. Rồi họ đem cá ra để cống nộp cho bộ tộc của Po và xin cha của Po cho họ đi nhờ qua khu rừng này. Thấy họ thành tâm nên cha của Po đã cho họ qua. Nhìn những ánh mắt của họ toát lên vẻ sợ hãi. Có lẽ họ vừa trải qua một trận chiến đẫm máu. Thấy họ như vậy, Po có vẻ lo lắng đến tương lai của bộ tộc. Thấy con trai có vẻ lo lắng và sợ hãi, ông nói mấy người vừa rồi đã mang đến cho con nỗi sợ hãi. Nó như một cơn dịch bệnh ngấm ngầm. Sợ hãi sẽ làm một chiến binh yếu đi, rồi len lỏi vào óc và không còn sức phản kháng và tỉnh táo. Và nó sẽ lan truyền từ người này sang người khác. Vì thế hãy để những nỗi sợ hãi đó ở lại ngoài rừng và đừng đem nỗi sợ hãi về với dân làng. Có lẽ anh đã hiểu được những lời cha nói. Sau đó Po trở về nhà với vợ và con. Anh có một cậu con trai tinh nghịch và vợ anh lại cũng chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa. Tối đến cả bộ tộc lại quây quần bên nhau. Lúc này Po vẫn chưa hết lo lắng về chuyện kia. Sáng hôm sau anh đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Anh vẫn cảm nhận được sắp có điều xấu đến với bộ tộc. Đúng như những gì mà anh luôn lo lắng mấy ngày nay, một bộ tộc hùng mạnh đã bị thu hút bởi tiếng chó sủa. Sau đó chúng đem theo vũ khí và tiến về phía bộ tộc Jawa. Po đã nhận thấy có gì đó khác thường. Anh đi ra thì thấy một đám người đang tiến về đây. Anh vội vàng chạy vào gọi vợ con dậy. Po lén lút dẫn vợ con đi vào trong rừng. Đám người kia cũng bắt đầu tấn công người trong tộc. Chúng bắt phụ nữ và những thanh niên trẻ khỏe, rồi trói chân trói tay họ lại. Chúng thiêu cháy hết mọi ngôi nhà ở trong làng. Po dẫn vợ và con đến một cái hang động sâu xuống dưới. Anh buộc dây vào và thả hai mẹ con xuống đó, rồi bảo hai mẹ con ẩn náu trong đó và hứa sẽ quay trở lại để kéo hai người lên. Những thanh niên cường tráng đã bị chúng khống chế gần hết. Po lúc này cũng đã chạy về để hỗ trợ mọi người. Chúng quá đông nên anh đã bị khống chế ngay sau đó. Và anh còn tận mắt chứng kiến họ giết cha mình. Rồi tất cả mọi người bị trói vào một cây tre dài. Những đứa trẻ chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết khóc. Rồi Po nhìn về phía khu rừng. Một tên thấy thế thì đã đi theo hướng anh nhìn. Hắn đã đi tới miệng hang nơi vợ và con của Po ẩn náu. Cũng may hai mẹ con đã chạy vào trong và hắn đã không phát hiện ra họ. Hắn cũng không quên cắt cái dây nối xuống phía dưới. Chúng lôi họ dậy để áp giải về bộ tộc của chúng. Ngôi làng giờ chỉ còn lại những cái xác nằm la liệt và những đứa trẻ mất mẹ mất cha. Bị buộc vào cây tre nên mọi người di chuyển rất khó khăn. Những đứa trẻ không muốn rời xa bố mẹ nên đã đi theo sau và giờ họ phải băng qua một con sông. Những đứa trẻ đi đến đây cũng chỉ biết nhìn theo và khóc. Bà mẹ lúc này cũng chỉ biết cầu xin thần linh cứu giúp và xin thần linh hãy ban thức ăn cho những đứa trẻ. Sau đó họ đã đi đến một vách đá khá cao. Một người không may đã bị trượt chân xuống phía dưới, nhưng không ai có thể giúp đỡ họ và những người đằng trước phải tự lôi anh em của mình lên. Và may mắn họ đã không bị rơi xuống vực sâu. Lên được đến nơi thì mọi người cũng đã kiệt sức. Người đi sau bị thương nên không thể tiếp tục đi. Chúng không thể dùng đến anh nữa và chúng đã vứt anh xuống dưới vực sâu. Rồi mọi người lại tiếp tục đi tiếp. Trên đường đi họ gặp một đứa trẻ đứng bên xác của mẹ. Không ai được đứng lại vì ở đây đang có dịch bệnh. Cô bé tiến lại để nhờ họ giúp đỡ nhưng đã bị đẩy ra vì họ sợ sẽ bị lây dịch bệnh từ cô bé. Đột nhiên mặt cô bé thay đổi biểu cảm. Cô bé như biến thành thần linh và nhìn chăm chăm về phía Po. Rồi cô quay sang nhìn những tên độc ác chém giết người và nói: các người sẽ phải trả giá khi cướp máu của người khác. Người mà các ngươi đang bắt làm nô lệ sẽ quay lại và hủy diệt dân tộc của các người. Bóng đêm sẽ ăn mất mặt trời và lúc đấy chính là lúc các người bắt đầu phải trả giá. Thanh niên hổ báo này nghe xong cũng thấy sợ sợ. Cuối cùng cũng đã đến kinh thành của người Maya. Nơi đây có rất nhiều người cũng bị bắt làm nô lệ. Họ phải làm trong môi trường bụi bẩn và độc hại. Hàng ngày có rất nhiều người thổ huyết do hít nhiều bụi. Những cô gái này cũng bị chúng bắt đến đây để làm việc. Đến nơi thì chúng cũng tháo mọi người ra khỏi cây tre. Rồi họ đã được bôi một thứ gì đó màu xanh lên người. Những người phụ nữ vừa bôi vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Bên này những người con gái sẽ bị đem đi bán để đem về làm nô lệ tình dục. Còn chiếc máy bay này quá cũ nên không ai chịu mua. Và họ đã cắt dây chói và trả lại tự do cho bà. Nhưng bà không hề vui vì những người của bộ tộc đã bị bắt hết. Bà nhìn họ đi và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Trên đường đi họ cũng đã nhìn thấy mấy bức hình trên tường. Và đó cũng là kết cục của họ khi bị mang đến đây. Khuôn mặt của họ dần hiện lên vẻ lo lắng. Rồi họ được đưa đến một đài hiến tế. Những người ở đây thấy họ thì rất hào hứng. Bên trên là những người đeo mặt nạ rất ghê rợn. Nơi đây đầy những chiếc đầu người chưa phân hủy hết. Rồi chúng dẫn họ lên đài hiến tế. Cơ thể mấy tên đầu trâu mặt ngựa này bám đầy những vết máu. Chúng sẽ dâng những người con trai khỏe mạnh này cho thần linh để van xin thần ánh sáng đừng bỏ đi. Và bây giờ đã đến lúc để hiến tế. Và người đầu tiên đã được đưa lên bàn mổ. Sau đó chúng đã mổ bụng và moi tim của họ, rồi đem quả tim cho vào đống than để nướng, rồi dùng hết sức lực chặt một phát đứt lìa đầu. Chiếc đầu lăn long lóc xuống phía dưới. Một đám người đứng đợi sẵn ở dưới để bắt lấy chiếc đầu. Sau đó lại đến lượt cái xác bị vứt xuống.
Vợ của Po ở dưới cái hang cũng đã cảm thấy bất an, cô cầu xin thần linh cho anh trở về với cô và con trai. Rất nhanh cũng đã đến lượt của Po, nhưng anh không hề muốn chết vì vợ con vẫn đang đợi mình về. Đang chuẩn bị moi tim Po thì trời bắt đầu tối lại, mặt trăng đang dần nuốt lấy mặt trời. Lúc này mặt trời đã biến mất, bầu trời lúc này đã tối sầm lại. Mọi người phía dưới cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi chúng cho rằng thần mặt trời đã nhận vật tế và ngài đã dịu cơn khát máu. Ánh sáng cũng dần dần quay trở lại, người dân bên dưới cũng vui mừng nhảy múa. Po đã may mắn khi không bị đem đi hiến tế nữa. Sau đó những người họ đã được đưa đến một bãi đất trống. Tên cầm đầu cho con trai mình cầm vũ khí để sang phía bên kia làm chốt chặn, và chúng bắt đầu cởi trói tay cho mọi người, rồi nói nếu họ chạy qua được chốt chặn thì sẽ được thả tự do. Sau đó chúng chuẩn bị cung tên và mũi lao. Hai người đầu tiên đã bắt đầu chạy, những mũi tên đầu tiên đã không bắn trúng họ. Tên cầm đầu bắt đầu ném đá về phía họ, tên kia không may mắn nên đã bị hắn ném trúng và anh đã ngấp ngoái sắp chết. Còn tên to béo này đã bị một mũi lao phi trúng. Khát khao được sống của anh quá lớn nên anh cố gắng bò về phía khu rừng, nhưng đã bị con trai của tên cầm đầu chặn rồi đập vào đầu anh. Bây giờ cũng đã đến lượt của Po, anh khá thông minh nên đã chạy theo hình rích rắc, nhưng cũng không thể tránh được hết mũi tên và anh đã bị một mũi bắn xuyên bụng. Tên kia thấy anh chưa chết nên chạy lại để giết, cũng may bạn của anh chưa chết và đã túm chân ngăn cản hắn. Ngay sau đó bạn anh cũng đã bị giết, rồi hắn quay sang và rút dao ra để giết Po, nhưng Po đã túm được và đâm trả hắn. Hắn đứng dậy đi được mấy bước thì đã ngã xuống. Tên cầm đầu thấy không ổn liền chạy đến. Po cũng đứng dậy và rút mũi tên ra, rồi anh nhanh chân chạy vào trong bụi cỏ. Con trai của ông ta cũng đã chết, rồi ông ta dẫn theo người bắt đầu truy đuổi Po. Chạy một đoạn thì Po đã ngã xuống một chiếc hố, nơi đây có hàng nghìn cái xác chết không đầu. Không còn thời gian để đau buồn nên anh tiếp tục bỏ chạy. Cuối cùng anh cũng đã chạy đến được khu rừng, bọn chúng vẫn theo sát phía sau. Po đã nhìn thấy một cái cây to trước mặt, rồi anh chạy lên và ẩn náu trên đấy. Vết thương của anh càng ngày chảy càng nhiều máu. Bọn chúng cũng đã chạy qua cái cây đấy và máu của anh cũng dần dần chảy xuống dưới và đã rơi chúng vào lưng tên chạy sau. Po ngẩng mặt lên thì thấy một con báo con trước mặt, quay lưng lại thì thấy con mẹ nó đằng sau. Thì ra chỗ anh đang náu chính là ổ của chúng. Bên này bọn chúng cũng đã mất dấu của Po. Chúng đang định quay về thì thấy vết máu trên lưng tên kia và chúng đã biết anh náu ở trên cây. Rồi chúng quay lại hướng vừa đi để tìm. Lúc này Po đang bị con báo kia đuổi. Bọn chúng cũng đã nghe thấy tiếng động và tiếng động đó đang hướng về phía chúng. Lúc này bọn chúng cũng thấy bóng dáng của Po chạy qua, rồi bọn chúng lập tức đuổi theo anh. Một tên sắp đuổi được Po thì đã bị con báo đó vồ, rồi nó xé nát mặt anh ta ra. Nhân cơ hội Po tiếp tục bỏ chạy thật nhanh. Mấy tên chạy sau cũng đã đến nơi, bọn chúng vây lại rồi giết chết con báo đó. Lúc này Po dừng lại và gặm lấy một miếng vỏ cây, anh nhai nát và đắp vào chỗ bị thương và tiếp tục chạy. Po đang chạy thì bất ngờ một mũi tên bay qua người anh và bọn chúng đã sát phía sau anh. Chúng bắt đầu ném đá và bắn cung. Anh né tránh và tiếp tục chạy tìm đường sống. Chạy một hồi thì anh đã đến một thác nước cao, bên dưới có nhiều đá nên nước chảy khá xiết. Lúc này bọn chúng cũng gần đuổi tới nơi, không còn cách nào khác nên Po liều mình nhảy xuống dưới. Trông anh thật nhỏ bé dưới thác nước cao 100 mét. Po may mắn sống sót sau cú nhảy đó và anh cũng đã bơi vào được đến bờ. Rồi anh hét lên thật to cho chúng nghe thấy: tao là một thợ săn và đây là khu rừng của tao, và giờ tao sẽ săn đuổi bọn mày như bọn mày đã làm với tao. Chúng mày có ngon thì nhảy xuống đây. Tên cầm đầu của bọn chúng đã giết một tên nói nhiều, hắn lấy dao đâm sụt một nhát vào bụng là tên kia đã chết. Rồi hắn ra lệnh cho từng tên một nhảy xuống và chúng cũng thành công xuống được phía dưới. Rồi vuốt hổ lại chạy vào trong rừng, nhưng không may anh đã bị thụt xuống đầm lầy. Anh cố đi lại và bám lấy sợi dây, nhưng chưa lên được tí nào thì dây đã bị đứt, rồi anh đã bị chìm hẳn xuống dưới đầm lầy. Mấy tên kia cũng đã bơi được vào bờ. Khát vọng trở về với vợ con của Po quá lớn nên anh đã cố gắng và thành công bò ra khỏi đó. Lúc này trong đầu anh hiện lên câu nói không được chạy trốn. Đây là khu rừng của anh nên anh sẽ là người đi săn chúng. Sau đó anh đã quay đầu lại và sẵn sàng chiến đấu. Anh đắp lên cho mình bộ áo giáp bằng bùn, rồi cầm trên tay một tổ ong. Sau đó anh ném tổ ong về phía bọn chúng. Đàn ong đốt cho chúng tối hết mặt mũi và không biết đường chạy. Lúc này vợ Po đang cố ném cái dây lên trên miệng hang. Sau vài lần thất bại thì cô cũng đã thành công và nó cũng đã thành công mắc lại ở trên đó. Po cũng bẻ gai nhọn và tẩm độc của con cóc lên chiếc gai. Đám người lúc này vẫn quyết truy đuổi được Po. Po lúc này cũng làm dấu vết giả để lừa chúng, rồi núp đằng sau để bắn lén bọn chúng. Vợ Po cũng bắt đầu bám vào dây để leo lên, nhưng chưa lên đến nơi thì sợi dây cũng đã bị tụt và cô đã bị rơi xuống dưới. Cái thai trong bụng cô cũng đã sắp đến lúc sinh. Lúc này bọn chúng cũng đã chạy đến chỗ Po vừa đánh dấu. Anh núp trong bụi và phóng gai độc vào chúng. Độc bắt đầu ngấm và hắn đã ngã xuống. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, nước cũng đang chảy xuống cái hang chỗ vợ Po. Hai mẹ con lúc này đã rét run cầm cập, nước trong hang cũng bắt đầu dâng lên. Po cũng đã chạy về chỗ chiếc hang. Chưa kịp cứu vợ thì mấy tên kia cũng đã đuổi đến.
và anh lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng không may anh lại bị trúng một mũi tên. Anh đứng lên dùng sức và bẻ gãy mũi tên đó đi. Tên kia cũng chơi theo kiểu quân tử và hắn vứt cung tên đi, rồi rút dao ra để chiến đấu. Nhưng hắn không thể ngờ là lao về phía Po là một cái bẫy. Hắn đã giẫm phải bẫy và những chiếc trông nhọn đã đâm vào hắn. Vậy là đã thành công giết tên cầm đầu độc ác. Hai tên đàn em của hắn cũng đã chạy đến. Po dùng chút sức lực yếu ớt để bỏ chạy. Bên này nước cũng đã ngập đầu hai mẹ con. Người mẹ phải lần mò đứng lên hòn đá để thở. Và lúc này cũng đã đến cơn đau đẻ. Cô dùng hết sức để dặn đẻ. Và đứa con của Po đã được sinh ra ở dưới nước. Cô vội vàng lấy tay vớt đứa bé lên. Bên này hai tên kia vẫn truy đuổi Po. Po cũng không thể đứng vững được nữa và anh cũng đã chạy ra đến bờ biển. Hai tên kia cũng đã đuổi đến nơi, nhưng hai tên đó lại không giết Po. Rồi ba người chú ý đến thứ gì đó ngoài biển, và đó là những con tàu của nền văn minh tiên tiến hơn họ. Hai tên kia đã bị nó thu hút và chúng đã đi về phía con tàu, còn Po thì vội vã chạy về cái hang để cứu vợ và con. Thật vui mừng khi cả ba người vẫn còn sống. Rồi anh đã kéo bà mẹ con họ lên. Đứa con vừa mới chào đời của họ trông rất đáng yêu. Hôm sau họ bắt đầu đi tìm kiếm vùng đất khác để sinh sống. Đến đây bộ phim cũng đã hết. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye.